Thưa quý vị, đây là hình ảnh các cán bộ cảnh sát giao thông huyện Bắc Nẵm của tỉnh Bắc Cạn vừa qua đã nhanh chóng hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn hơn 40 người dân đưa xe qua điểm sạt lở an toàn. Điểm sạt lở kéo dài gần 50 mét với hơn 1.000 mét khối đất đá lởm chởm, vùi lấp hoàn toàn tuyến đường, không thể lưu thông, gây ách tắc cục bộ. Ngay sau khi xác định được tình hình, đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động máy móc, nhân lực đến thu dọn đất đá, giúp người dân và các phương tiện lưu thông bình thường trở lại. Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến khen ngợi của người dân. Vào chiều ngày hôm qua, một đường dây tội phạm mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho nhận con nuôi quy mô lớn đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Các đối tượng thông qua hội nhóm kín trên mạng xã hội để liên hệ kết nối với các phụ nữ mới sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con để mua 16 đứa trẻ có độ tuổi từ 3 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi với số tiền là từ 10 triệu đồng đến 23 triệu đồng một trẻ. Sau đó bán lại với số tiền từ 35 triệu đồng đến 75 triệu đồng một trẻ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng đã móc nối với đường dây làm giả con dấu nhằm hợp thức hóa thủ tục cho nhận con nuôi và đăng ký khai sinh cho các cháu bé bị mua bán. Chiều qua tại Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ cháy rừng tại khu vực núi Động Nỏ, huyện Lộc Hà. Do thời tiết nắng nóng, địa hình đồi núi phức tạp, gió thổi mạnh khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hơn 300 người gồm chính quyền địa phương và các xã lân cận, lực lượng bộ đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ, các đoàn thể cùng phương tiện đã nhanh chóng đến hiện trường nỗ lực dập lửa. Đến khoảng hơn 15 giờ chiều ngày hôm qua, đám cháy mới được khống chế. Ước tính có khoảng 2 hecta rừng bị cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và làm rõ. Thời gian qua, dù đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, tuy nhiên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn rất nhiều những chiếc tàu cá 3-0, không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác thủy sản. Dẫn đoàn cán bộ xuống kiểm tra thực trạng chiếc tàu cá mà cả đời dành dụm mới mua nổi để làm phương tiện hành nghề. Tuy nhiên phải neo chết tại đây cả nửa năm nay, khiến ông Lê Văn Thu, chú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, không khỏi lo lắng. Cái tàu này là tôi đã mua ở Bình Thuận 5 năm rồi. Đó, qua sang ta nhiều đời chủ, rồi qua như dịch tới rồi nó thất lạc, cái giấy tờ không có làm được. Hiện tại giờ cái tàu của tôi là không giấy tờ, nên chính quyền địa phương đây là bổ sung vô là ghe 3-0. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 1.000 tàu cá 3-0. Nguyên nhân dẫn tới tàu cá 3-0 là do nhiều chủ tàu tự ý cải hoán máy, chuyển nghề chưa qua làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Tàu cá mua từ ngoại tỉnh mà không thực hiện chuyển hồ sơ chủ sở hữu theo quy định, hoặc những tàu cá cải hoán không đủ điều kiện đăng kiểm. Do đó, việc quản lý số tàu cá này ở các địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Để quản lý cái phương tiện 3-0 này, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cái sở ngành và địa phương có liên quan tiến hành ra soát, lập danh sách và không giải quyết bất cứ trường hợp nào xuất bến. Không có đăng ký, không đăng kiểm và không được cấp giấy phép khai thác thủy sản. Đó là thực trạng của những tàu cá đang neo đậu tại đây. Và để quản lý những cái tàu cá này thì lực lượng chức năng đã dành những cái vị trí nhất định trên dọc tuyến bờ biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để quản lý. Và chỉ riêng bãi neo đậu này thôi đã có hơn 100 tàu cá 3-0 như thế này. Thực tế tàu cá 3-0 nhiều như vậy là do tập quán đánh bắt thủy sản vốn tự do trước đây của ngư dân. Việc rà soát và siết chặt tàu cá 3-0 không chỉ giúp cho công tác quản lý tàu thuyền đi vào quy củ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản đúng quy định.